trang Newsflare mới đây đưa tin, một chiếc xe tải đang chạy trên đường bất ngờ bị hố tử thần nuốt chửng. Sự việc xảy ra vào ngày 24 tháng 5 trên đường Chunxiang ở Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Hình ảnh được camera hành trình của ô tô phía sau quay lại cho thấy một chiếc xe tải chở hàng đang di chuyển trên phố, thì một đoạn đường bất ngờ bị sạt lở, tạo thành một hố sâu. Chiếc xe tải sau đó bị rơi xuống hố. Được biết, chiếc hố rộng khoảng 30 m², độ sâu khoảng 4 m. May mắn không có thương vong sau vụ việc. Hiện trường đã được phong tỏa, xe cứu hộ đã đến hỗ trợ công tác cứu nạn. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.